Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm bánh rán vừng. Thì nguyên liệu mà các bạn cần phải chuẩn bị thì gồm có thứ nhất là bột gạo nếp và đỗ đậu xanh hay còn gọi là đậu xanh, và thứ ba nữa là vừng. Vừng chỗ này thì khoảng 100 g. Ở đây thì đỗ này mình đã đồ xong rồi, thì đỗ này sau khi mà mua về thì các bạn ngâm nước ấm khoảng độ 30 phút. Sau đó các bạn đồ đồ lên, thì ở chỗ này mình mua là 100 g thì các bạn sử dụng 2 thìa đường. Sau đó các bạn đun, khi nào nó cạn nước thì các bạn thôi dừng lại. Và chúng ta sẽ vo thành những cái viên nhỏ như thế này để chúng ta cho vào trong trong bánh. Khi vo tròn rồi thì các bạn sẽ lăn qua vừng. Món này chắc là nhiều lai. Và sau khi lặn xong bánh thì chúng ta sẽ bắt đầu đi chiên nha. Sau khi các bạn thấy mỡ dầu rán nó sủi lên như thế này rồi thì các bạn cho bánh vào để chúng ta rán nhé. Bạn lăn đều bánh. Và khi rán bánh thì các bạn cho nhỏ lửa thôi, nếu không thì nó sẽ bị nổ ra đấy ạ. Các bạn nhớ đảo bánh đều tay để vừng không bị cháy nhé. Khi các bạn thấy bánh vàng như này rồi thì các bạn sẽ vớt ra nha. Và đây là thành quả của chúng ta sau khi đã dán xong. Chúc các bạn sẽ thành công với món ăn này. Lập quay trước.